Mùa đẹp đấy. Đúng rồi, hay đấy. Đúng rồi, anh họ thắm nó khác. Tuyệt dở. Gọi ra đây có việc gì đấy? Hả? Ô Đức thử múa vài đường cơ bản không nào? Ai dạ. Ai dạ. Học hỏi em anh Hoàng Thắm không nào? Đức xem gì mà chăm chú ơi. Xem gì ơi? Đâu, xem gì nào? Ôi xỉu nhi. Mấy giờ ai còn nhảy cú này? Ô quẩy đẹp bằng nó không mà nói. Sao họ to thế? Giờ ta phải nhảy cú mới chất hơn. Nhìn thế này.